Ác quỷ ích thiên thần, không thể hòa hợp, tập 6. Tôi là Vu San San và tôi là một thiên thần, vì một vài lý do nên hiện tại tôi đang sống cùng Gia Thành, một ác quỷ. Gần đây tôi phát hiện, đứa trẻ tội nghiệp, ở đây, con hàng này này không giống với hình ảnh ác quỷ mà tôi biết, khóc như mưa luôn. Tôi cũng khóc khi xem bộ phim đó, thì phim cảm động mà, không khóc sao được. Còn lúc chơi game thì, hắn ta như biến thành người khác vậy, vào đây, bố cân tất, mấy thằng oát con này. Hắn thích sưu tầm những thứ liên quan đến anime, chất liệu duyệt, kết cấu duyệt, hắn ta luôn quan sát đánh giá tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất, điều này khiến hắn giống một kẻ cầu toàn thái quá, kiểu như mấy bà mẹ chồng ấy. Căn phòng mà bừa bộn một chút là con hàng rầm lờ này lại bắt đầu gào lên, dọn hết cái đống kia ngay, cô là heo à? Có khi nào tất cả quỷ tộc đều giống như hắn không nhỉ, đôi khi tôi nghĩ như vậy đấy. Có vẻ hắn ta không phải là người xấu. Cấm thiên thần bước vô, có một nơi trong ngôi nhà này tôi không được phép vào, thôi mẹ trẻ lướt đi cho con nhờ, nói bao nhiêu lần rồi, cấm vào nhà bếp, không hiểu tại sao mỗi lần tôi định vào bếp là hắn ta lại lao tới ngăn cản. À quên mất, các cụ cũng bảo đừng có trông mặt mà bắt hình dong, vãi thiệt, giao pháp đỉnh thiệt chứ. Nhìn mặt Gia Thành nghiêm túc thế nhở, nghề thiết xốc trào điêu luyện thế, mà cái tạp dề màu hồng thấy hong hợp lắm nha. Kỹ năng kiểu này, cỡ đầu bếp Michelin cũng phải chịu thua. Hắn nấu ăn rất đỉnh, vua đầu bếp tương lai đây mà, thế này thì San San kiểu gì không đổ cho được. San San nhìn chảy nước miếng luôn, nhìn thèm quá. Lúc đầu tôi còn lưỡng lự, hả, ai thèm ăn đồ do quỷ làm, bà đây thả chết đói còn hơn là ăn đồ ngươi nấu. Nhưng mà tôi hoàn toàn bất lực trước mùi hương ấy, không thể cưỡng lại được. Ngon đấy, ngươi làm kiểu gì vậy, cái đó hả, chuyện dài lắm, lại là câu chuyện dài. Lúc mới đến đây, tôi không hề biết nấu ăn đâu, nhưng sau khi phát hiện chi phí sinh hoạt cao ngất ngưỡng. Cứ thế này thì hít không khí sống qua ngày à. Mua game, figure, manga, CD, gối ôm Weibo, chỗ đấy mồn quá nhiều tiền bạc, nên để có thể theo đuổi con đường làm Weibo chúa, chỉ còn cách giảm chi tiêu cho những thứ không cần thiết, chỉ có cách đấy thôi, nhưng Mị thì khác. Mị muốn có tất cả, San San ăn thêm bát nữa, nhưng ngươi làm kiểu gì? Ví dụ nhé, cô biết một con gà đã qua sơ chế giá bao nhiêu không? San San giơ tay nói, tuy không rõ, nhưng gà ngon, vãi, đấy, chị em mà ít đi chợ nó sẽ như này này. Một phần thịt gà loại ngon tại siêu thị có giá gấp 3-4 lần loại thường đấy. Với số tiền bỏ ra mua một phần loại ngon thì mua loại thường sẽ được nhiều hơn, nhiều khi còn được giảm giá. Nhỏ San San chắc nghe một ăn 10 quá, thật hở. Vì vậy, muốn ăn ngon mà không muốn chi nhiều thì chỉ có sắn tay vào làm thôi. Thầy huấn dạy rồi, có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bò thôi. Thấy chữ S nói có sai đâu, quay qua quay lại nhỏ này ăn hơn chục chén rồi. Hiểu rồi, không làm vẫn có ăn, nhưng mà sao ngươi làm nó ngon được như thế này? Hở, thì cứ làm theo công thức thôi, cứ áp dụng công thức là xong hết mà, hình như ngươi đang mỉa em mờ ai ta đúng không? Mặc dù, không giống như tưởng tượng, ngon quá đúng không, thêm bát nữa, cái này ta công nhận, được rồi nể cô lắm mới cho đấy nhá. Cuộc sống ở đây không khó khăn như tôi nghĩ, sau khi được Gia Thành nuôi nấng ăn uống kỹ lưỡng, thế rồi San San bước lên cây cân, cái kim nó quay vòng vòng luôn. San San đứng nhìn nó quay mà chết lặng luôn à, tại San San ăn có ít xịu à, bữa cơm hơn 10 chén chứ nhiêu. San San thầm chửi tên Gia Thành, thằng chó, mày lừa bà ăn, Gia Thành sai, em có lừa đâu tại chị ăn nhiều chứ bộ he he, đấy, đàn bà đấy, nấu ăn ngon cũng bị chửi. Tại giao lộ phía trước, rẽ trái và đi thẳng từ 1 đến 50 mét. Rẽ phải, đi vào làn đường và đi tiếp 500 mét, đi thẳng, rẽ trái, gặp biển cấm đái thì dừng lại, cưng đã là cờ mờ nờ đường rồi đó, vãi cả chỉ đường. Giọng nói chị Google vang lên, nạp VIP để mở khóa map mới, San San chửi luôn, mày bị chập à, sao lại chỉ bà đi đường này, mới nạp VIP tuần trước xong. Lúc này, thiên thần đang bị lạc trên đường về nhà, rõ ràng mình đã đi theo chỉ dẫn, thế quái nào lại bị lạc nhỉ, nhân tiện, thì đây là đâu? Đột nhiên San San nghe được tiếng động gì đó mà vành lỗ tai lên luôn. Này bạn trẻ, nghe đồn cậu có ông anh sinh năm Bính Tý học bách khoa cơ khí, lương tháng mấy ngàn đô, gần đây tôi đang phải học lại, cho mượn tí tiền đóng học được không? Trả lời nhanh, cậu đang khinh tôi đấy à, xin lỗi, anh ấy đồn tiên để cuối năm cưới rồi. San San nhìn thấy mấy khứa đang bắt nạt ai ở đó, ồ hố, rồi để chị thể hiện nè. Lúc này ở đâu đó trong thành phố, gần chỗ của San San, tuyệt vời. Gia Thành cũng đang ở đây, cuối cùng cũng mua được figure bản giới hạn rồi, nghe nói phiên bản này này rất xịn sò, trông to tròn đầy đặn thế kia cơ mà. Nhanh trở về nhà rồi đập hộp thôi, tối nay ăn gì nhỉ, anh là kẻ may mắn, hay, luôn là kẻ may mắn, ôi. Đột nhiên trước mặt Gia Thành xuất hiện khứa bị bắt nạt lúc này chạy ra. Gia Thành nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ad thấy giống mặc áo cặp với San San quá vậy ta, hửng. Đột nhiên cái nhẫn nó kêu lên, tò te, tò tí te. Gia Thành hoảng hốt, vụ gì đây, cái nhẫn Doran lại dở trứng rồi. Nó điều khiển cánh tay Gia Thành quay vào con hẻm, Moda Moda, ui ra. Hễ quay tay vào con hẻm thì, Moda Moda, ui ra. Quay tay ra hướng khác thì im lặng, không có tiếng động gì hết. Lại quay vào con hẻm thì, Moda Moda, ui ra. Hải, quay xe, mình có linh cảm xấu về điều này. Thế nhưng cái nhẫn đâu chịu để cho hắn yên, nó kéo hắn vào con hẻm, cái gì, sao thế này, tay mình tự di chuyển. Hắn dùng chân cố gắng chống cự lại chiếc nhẫn,
thế nhưng làm sao mà đỡ được, nó kéo hắn bay đi luôn chứ. Bên trong con hẻm cứ phát ra tiếng rầm rầm, muda muda, ui ra ui ra. Mấy khứa này bị quính sưng mặt hết luôn, cô ta ăn gì mà mạnh vậy, đau quá, cô muốn cái gì. Vãi thiệt, San San một mình cân mấy chục thằng luôn, quính thằng kia cấm đầu dô thùng rác luôn kìa. Hả, muốn chiến chứ còn gì nữa, bơi hết vào đây, một mình bà cân tất, từ lớp 1 tới lớp 5 bà không ngán bất cứ thằng nào. Đột nhiên có tên đi tới, chắc là đại ca khu này, lũ chúng mày đang làm cái gì vậy hả, en long đầu vàng, có mỗi cái việc còn con mà làm mãi không xong. Khứa này quay dao trong tay nói, rồi còn bị một con nhãi danh hạ đo ván, mất mặt bang đa cấp. Nghe bảo mày gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh lụm ve chai của tao nhỉ, gan to đấy. Mày gan lắm, dám làm bọn tao tổn thất gần 1 tỷ tiền thu mua ve chai, San San nói, ngươi. Hai mắt cô sáng rực, ngươi đang cầm cái gì vậy, trông ngầu quá, đẹp ghê. Pha phát biểu của bé Loli khiến cả băng ve chai đứng hình luôn, nà ní. San San lao lại gần hắn xem con dao gấm, oa, nhìn gần còn đẹp hơn ấy, sao ngươi quay được nó hay vậy, nhìn xịn xò thế, ngươi không sợ bị cắt vào tay hả? Ngươi làm lại được không, à, được, được thôi, oa, tuyệt ghê, chẳng lẽ ngươi là thiên tài sao, quá ngầu, quá đỉnh, quá đã, ở nhà anh làm suốt, he he, em quá khen, múa lửa thì anh đây là trùm đây, ồ, vậy ra đây là sức mạnh của tên cầm đầu sao, ừ, đúng vậy đấy, ngươi có thể cho ta cầm thử nó được không? Thế là anh long đầu vàng đưa con dao cho San San xem, chu choa, đẹp ghê. Mấy tên đàn em phản ứng, cái không khí gì thế này, anh long dính thính con nhỏ đó rồi. Khứa long đầu vàng nói, ha ha, nếu cô thích nó thì tôi tặng cho cô đấy. San San vui mừng hai mắt sáng rực, thật sao, ta nhận được chứ? Không vấn đề, em thích là được, đang nói thì hắn nhớ lại tự tát mình luôn, thằng ngu này, không được để con cô làm mù con mắt, em nó là kẻ địch đấy. Nhỏ San San lúc này cũng mới nhớ lại, ừ nhỉ, chúng ta đang đánh nhau mà, mấy đứa này tấu hài ghê. San San nhỉ tay vào tên long đầu vàng nói, ta khuyên ngươi nên dừng lại đi, cứ tiếp tục thế này không phải ý hay đâu. Khứa này nói, con nhãi này, giờ tao sẽ xử mày, đang nói thì ra thành bị chiếc nhẫn kéo bay tới đập đầu đô đầu hắn luôn, San San nhìn bất ngờ luôn. San San hỏi, sao ngươi lại ở đây, ra thành thì, đau đau đau, sao lại có cái thùng rác ở đây vậy? Tôi biết quái gì đâu, tại cái nhẫn đáng ghét kéo tôi đến chỗ này chứ bộ, cái này ta cũng không biết, biết ngay là cứ gặp cô thế nào cùng dính phải một mớ rắc rối mà, bình tĩnh, sao mà nóng thế, cô mới nóng ấy mà nói người ta. Thì kế hoạch hôm nay của tôi bị cô làm rồi tung hết lên chứ sao, anh Long mất rồi, dậy đi anh ơi, bọn nó bán kem đánh răng. Gia Thành nhìn qua mấy khứa kia, cơ mà bọn nào đây, San San ấp a ấp úng, à thì. Mấy khứa băng ve chai này lấy hàng ra, lũ khốn, báo thù cho đại ca, trai hiếp gái giết. Gia Thành tức giận hét, này, cô lại gây ra chuyện gì thế hả, San San quay qua giả vờ như không biết. Nghĩ lại thì có thêm hắn hỗ trợ, vẫn đỡ hơn là phải đánh một mình, tên này dù sao cũng là ác quỷ, khả năng chiến đấu chắc không phải dạng vừa, khứa đó yếu lắm chị ơi. San San quay qua thì thấy Gia Thành đang, em xin lỗi các anh, chắc là có hiểu lầm gì đó rồi ạ, em với con hàng kia không quen biết gì đâu, các anh cho em về sớm kẻo mẹ già chờ mong, mày đùa bọn tạo đấy à, xì tiền ra rồi muốn đi đâu thì đi, San San hét, tên chết nhát nhà ngươi. Gia Thành nghiêm túc nói, chập, tôi không muốn đâu, do mấy người ép đấy nhé. Để em đi rồi các anh muốn làm gì với con này cũng được làm ơn cho em đi đi, em chỉ là kẻ qua đường vô tội thôi mà, San San há hốc mồm luôn, hả, vãi tưởng thế nào. San San hét, mi không có một chút liêm sỉ nào hở. Liêm sỉ á, vứt cho chó gặm lâu rồi, đừng có lôi tôi vào đống rắc rối của cô, tôi mong chờ gì ở con vợ tuyệt vời trời ơi đất hỡi như cô chứ. Ủa, con Figure đâu rồi nhỉ, vãi đang cãi nhau còn không quên đồ nữa, San San cạn lời luôn. Con Figure bị mấy khứa này lụm rồi chứ đâu nữa, cái gì đây, không biết, tao thấy nó rơi ở kia. Gia Thành bay lại tung cú đá bay đầu tên kia luôn, vô ảnh cướp, làm gì thì làm chứ đụng dô ma vương của anh là tới công chuyện. Khứa này nóng máu lắm rồi nè, lũ hạ đẳng chúng mày thử đụng một ngón tay vào ma vương của bố xem, ta giết hết. Mấy tên kia bao vây Gia Thành lại, á à, con hàng này, mày vừa mới nói cái gì cơ? Gia Thành nói, dạ, em lỡ lời, San San chửi hắn, đồ ngu nhà mi, lại còn chọc tức bọn chúng nữa.